unafraid. I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Ooh, someone more like you could make my dreams come true. Sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can take it. As long as I know I've got love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Okay, check. Selamat malam, everybody. Xin chào mọi người, rất vui có mặt ở đây. Trước hết xin chúc mừng ban tổ chức đã mang đến một chương trình thật tráng lệ. Trở lại với nội dung chính. Jacqueline này, nói thật nha, em có tất cả kỹ năng và tài năng để chiến thắng. Em đã làm những người Malaysia rất tự hào về em. Một trong những điểm mạnh của em là em có thể tạo ra những khoảnh khắc tuyệt diệu. Nhưng đến phút này em chưa thể hiện được điều đó. Vẫn chưa đạt được sự lung linh để chinh phục trái tim khán giả khắp châu Á. Chắc tại vì em trình diễn đầu tiên. Nhưng em còn một bài hát nữa. Nhưng em đã làm tốt lắm, Jacqueline. Trước khi nhận xét, xin gửi lời chào đến Jakarta. Tôi rất thích giọng của em, rất hay. Nhưng hy vọng bài hát tiếp theo sẽ hay hơn. Xin chào quý khán giả. Magandang gabi sa'yo. That's in Filipino. Good evening. This is the first time I also hear you. And except when I came in this afternoon, I think you were rehearsing and I heard you. Tôi nghĩ em có giọng hát tuyệt vời ở một cơ thể nhỏ bé. From that very small body. But definitely you. Rõ ràng là em có khả năng trở thành thần tượng âm nhạc châu Á. Đó chính là Jacqueline Victor. Cô có hồi hộp khi mình trình diễn đầu tiên không? Dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi tin là khán giả Malaysia rất tự hào về cô. Ý tôi là, đó là phần trình diễn của một ngôi sao thật sự. Các bạn có nghĩ thế không? Chúng ta vẫn còn 5 thí sinh chưa trình diễn. Và tiếp theo là thí sinh Singapore Hadin.
kejutan menyanyi di antara yang satu. Mungkin cahaya dan impianku di sini gemilang. Lalu purta onat duri lautan api. Kemuncaknya ingin ku tawa, aku jelajahi. Kini gemilang itu semakin pasti ku genggam. Gemilang suara keyakinan kian dalam. Gemetar harus jalan, jiwa harus bertenaga. Cinta ini menjadi realiti. Lalu kurita onak duri lautan api. Kemuncaknya ingin ku tawa, aku jelajahi. Oh, đây là phần diễn có chất lượng quốc tế nhất. Và điều nổi bật là em có khuôn mặt rất châu Á. Em sẽ làm người châu Á rất tự hào. Rất tuyệt vời. Jack, you have a fabulous voice. I think you know it. Everyone knows it. But I thought that was a little bit too technical. Tôi nghĩ giọng của cô hơi kỹ thuật quá. Em không có thưởng thức cái phần trình bày của em. Nếu em thưởng thức được trình bày của mình thì em sẽ rất là giỏi, rất là hay. Tôi nghĩ bây giờ là em đã là một ngôi sao. Nhưng em còn khả năng hát hay hơn nữa.